Xin chào bà con, thì hôm nay á mình nói về vấn đề bà con là chuẩn bị tiến hành tưới nước đợt 1 cho bơ búp năm 2019 á. Thì so với mọi năm á thì năm nay cái lượng bơ búp mà nở hoa mà nhú cửa thì nó sẽ chậm hơn so với 2018. Thì vườn đây là vườn của bà con nông dân thì đang có hiện tượng là bị rệp sáp rồi rầy bu rất là nhiều cây, rất nhiều trên cây khi mà chuẩn bị nở hoa. Thì cái trường hợp này á bà con chúng ta rất là chủ quan. Như đối với cái vườn này trực tiếp á, mình quay và kiểm tra cho nông dân á, thì trường hợp này là bắt buộc phải tưới nước rồi để cho có cái bơ búp nó nở. Mà trước khi tưới nước á thì mình để nhắc nhở cho con xem á và những cái vấn đề quan trọng và lưu ý nhất đối với cây bơ búp này. Thì cái việc mà thờ ơ của bà con á, rất nhiều bà con á, không riêng vì một hai vườn hay một vài bà con nông dân, hầu như là rất là nhiều. Ví dụ như 10 người thì cũng chiếm tỷ lệ hết 8 người là bà con chúng ta không có quan tâm đến công tác mà sâu bệnh hại cho cây bơ. Cứ miễn sao ra hoa đậu trái là được, nhưng mà con đâu có chăm sóc được lúc đầu đâu. Bà con không quan tâm về cái thứ nhất á là phun thuốc nấm bệnh, cái thứ hai là thuốc sâu. Nên trên cây bơ này bà con thấy không, toàn bộ rệp sáp trên cây rất là nhiều đó, mình khư trên cây cũng rất là nhiều đó. Nhưng mà con đâu phun thuốc sâu đâu, cứ thấy nở hoa đó. Khi mình đi kiểm tra vườn rất là kỹ á thì kêu vườn rất là nhiều rệp sáp, có phun thuốc được không. Mà nó ngược lại là tới lúc chuẩn bị nở hoa phân tầng á thì bà con lại đi phun thuốc sâu vô thì nó nóng, nó teo hoa đi. Thì thay vì đó mình luôn luôn nhắc nhở bà con á là ở cái giai đoạn nụ á, trước khi nở hoa á thì bà con nên phun cho mình một đợt thuốc sâu nè, có thể là hai đợt cũng được, nó tùy vào vườn côn trùng của ta nhiều hay ít. Và cái thứ ba nữa là cái côn trùng chích thuốc và cái nấm bệnh, hai cái đó là hai cái quan trọng nhất mà mình luôn luôn nhắc nhở bà con tất cả các vườn bơ nào. Vì thời tiết chúng ta nó hay thay đổi rất nhiều, thứ nhất á là sương muối nè, cái thứ hai nữa là nấm bệnh hay bám trên lá chúng ta rất nhiều. Như trên cái hình mà con thấy không, nó bù rất là nhiều trên cây á, mình lấy cây mình khư luôn á, rất là cứng. Nói chung là nhìn chúng ta thắc rất là đáng sợ. Về những cái hình ảnh này là mình quay rất là thực tế và kiểm tra vườn của bà con nông dân. Về hiện tại là bà con cứ kêu ở trên vườn phun kỹ rồi, không có con bọ xít, không có con gì hết, không có bọ vừng, không có mọt đục cành, không có một cái gì hết. Thì cái đó là cái sai của bà con nông dân chúng ta. Vì lâu nay á, thật sự là trong giai đoạn xiết nước á, nên mình cũng không có nói về cái vấn đề khi nào tưới nước. Thì hôm nay là ở những giai đoạn, còn những khu vực như là Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, rồi Lâm Đồng, Đắk Lắk, thì ở những cái vườn bơ mà sớm vụ á, hay là đã xiết nước sớm á, thì nó thuận thời tiết á, thì cũng đã nhú cửa và nhú bắt cua. Thì con tiến hành tưới nước cho mình. Thì mình để nhắc nhở con á, làm sao để biết được cái vườn chúng ta là tưới nước và chưa tưới nước và nên tưới nước lúc nào. Thì đây là cái clip mình quay rất là cụ thể cho con. Khi mà con thấy cái bông của chúng ta nó nhú cửa ra xanh xanh, hé xanh hết rồi á, thì con tiến hành tưới nước cho mình. Thì bà con tưới như thế nào, lượng nước tưới như thế nào cũng đều, vì tùy vào thổ nhưỡng, tùy vào vùng đất mà bà con chúng ta tưới lượng nước khác nhau. Ở cây bơ á, thì năm 2018 á, thì 2017 á, thì mình cũng nhắc nhở bà con rất là nhiều. Thì tưới nước như thế nào cho nó hiệu quả. Thì bà con có thể tưới cho mình ở đợt đầu lúc nụ á, bà con có thể tưới mạnh vào, tưới nước nhiều vào để cho nó không có nở. Đó, như trên clip á, mình đi rạo bà con xem á, nó hé xanh hết rồi. Thì bà con phải quan sát vườn thường xuyên nha. Đối với những cây bơ mà không có bệnh tật gì á thì cái hoa của ta rất là xanh, rất là đẹp. Nếu là con đã phun thuốc tạo nụ chặn đọt á thì cái nụ rất là xanh, là đẹp, nhìn nó không có nấm bệnh gì. Còn ở những cái vườn bơ á, mà bị vàng mà khô bông á, hay là bị nấm bệnh hay bị rễ á, nó chẩn cay lại á, thì những cái bơ đó nó có vấn đề, nên con kiểm tra lại cho mình về vấn đề là nấm bệnh. Thì đây, bắt đầu mình đi quay con xem thực tế từng cái nụ hoa, từng cái hoa trên cái bông. Bà con quan sát để so sánh cái vườn của mình là tưới nước được chưa. Đó, bắt đầu là hé xanh rồi đó. Những cái cây hoa bông mà hé xanh là thì con bắt đầu vô nước cho mình. Thì cái vườn này mình cũng khuyến cáo bà con là không nên làm cỏ ở cái giai đoạn mà mùa nắng này. Thì cỏ mình cũng nhắc lại, nó là yếu tố giữ ẩm nè. Cái thứ hai là cơ quan trung gian để thoát ly tất cả các độc tố giữa rễ cây và đất. Thì đó là cái mình nhắc nhở lại. Vì những cái vấn đề á, mình nói cho con xem á, rất là nhiều rồi. Thì cái đây là cái hiện trạng quan trọng nhất đối với cái việc mà tưới nước cho bò nó nở. Thì đó, mình quay từng cái cho con xem á. Nó đã nhú mắt cua hết rồi, hú xanh hết rồi. Đó, hú xanh rồi đó, xem từ từ, từng cây, từng cây. Thì clip này mình quay cũng rất là dài, và toàn bộ cái vườn bơ của bà con nông dân. Khi mà tiến hành tưới nước, thì mình clip này mình cũng quay vào ngày 14 tháng 2, 2019 này. Thực tế anh vườn cho con xem luôn á. Mình nhắc nhở là con nha, vì bà con chúng ta có rất nhiều quan điểm, người thì bảo tưới nước, người bảo không tưới nước. Thì mình cũng nhắc lại con á, theo quan điểm cá nhân của mình chia sẻ với con, tất cả cây ăn quả nào hay cây trồng nào á,
đều cũng phải có nước để duy trì độ ẩm và duy trì cái được cái sức sống của cái cây. Vì đặc biệt ở trong cái giai đoạn mà ra hoa thì nên con nên nhớ nè, nếu như một cây bơ mà con không tưới nước và một cây bơ mà con tưới nước á, những cái cây mà tưới nước á thì cái cuống hoa á, nó sẽ dài hơn, nó khỏe hơn, nó mập hơn. Còn cái cây mà không tưới nước á thì cái hoa nó ngắn lại, nó trùng lại, nó khô rang, những cái cây nó yếu đuối lắm, lá nó vàng, nó rụng, nó sủ xuống hết. Thì cái đó là cái mình chia sẻ. Thì còn tùy vào việc của bà con, người thì muốn tưới, người không muốn tưới, đó là việc của mỗi người, nó khác nhau và kinh nghiệm. Để tránh tình trạng người kêu mình tưới nó rụng hết. Tưới ở đây là bà con tưới nước từ đầu vụ đến cuối vụ, tới lúc ra trái, chứ không phải là bà con lúc tưới lúc không. Khi bà con lúc tưới lúc không á thì hay bị sốc nước, thì dẫn đến tình trạng nó rụng hoa thôi, cái đó là cái chắc chắn. Còn đối với cái bơ bút á, mà con không tưới nước mà con cứ để tự nhiên á, thì tỷ lệ đậu rất là thấp. Đó là với bơ bút. Còn mình nói là so sánh với cây bơ thường á, thì bà con bơ thường mà con không làm gì cũng đậu, tất cả những bơ khác á, tỷ lệ không làm gì cũng đậu rất là dễ. Còn riêng bơ bút á, thì bà con phải theo kỹ thuật chăm sóc đầy đủ về thuốc, than, phân bón gốc, phân nền, rồi sâu bệnh hại trên lá rất là nhiều. Vì đó là những cái cơ chế mà mình làm, mình chia sẻ cho con để bà con đạt được một cái hiệu quả. Cái vấn đề thứ hai nữa là cành chồi. Cành chồi bà con để ý không? Như cái vườn mình đang quay á, rất là thông thoáng, không có cành tùm gì hết, thì nó rất là hiệu quả cho con. Thì như ở đầu clip mình quay á, thì rất nhiều rệp sáp và sâu bệnh hại trên cây á, tới mức mà mình phải lấy cái cây mình khư ra luôn, mà nó bám tới mức nhiều đó. Mà cái vườn này thì nông dân là cứ nói là phun rồi không có một cái sâu, không có một cái bệnh gì hết á. Nhưng mà khi mình đi kiểm tra chi tiết từng cây á, thì thấy sâu bệnh hại rất là nhiều, nấm rất là nhiều. Vì thế nên mình cũng cân nhắc lại đối với bà con của chúng ta á, nên phun thuốc nấm, thuốc côn trùng chích thuốc cho kỹ trước khi hoa nở, để tránh tình trạng khi hoa nở rồi bị sâu rồi, nấm bệnh rồi, làm hỏng hết hoa, thì lúc đó bà con rất là tiếc. Thì đổi lỗi thì lúc này thì nó khó bà con. Vì bơ một năm chỉ có một vụ, thì bà con chịu khó chăm sóc, đầu tư và phun thuốc đầy đủ, thì cây bơ chúng ta sẽ cho được năng suất rất là cao cho con bà con. Vì trồng cây bơ lên rất là khó, nhưng mà khi đã tới giai đoạn kinh doanh á, mà năm nào bà con cũng để cho mất mùa á, thì nói chung là rất là tiếc, nhưng mà nó phí đất của chúng ta, không có nguồn thu nhập, thì rất khó cho bà con nông dân. Thì đây là toàn bộ cái vườn mình đi quay rất là từ từ và chi tiết về công tác mà tưới nước. Thì cái giai đoạn này mình cũng giải thích lại nè, bà con tưới nước giữ ẩm, có nghĩa là hai giai đoạn này bà con có thể tưới nước nhiều được và tiến hành duy trì độ ẩm tùy vào khu vực, có nghĩa là có thể tưới 3 ngày một lần, 5 ngày một lần, 10 ngày một lần, hoặc nửa tháng một lần, đó là tùy vào vườn. Thì những cái vườn nào mà có rơm rạ thì bà con có thể tủ gốc giữ ẩm để hạn chế được cái tình trạng con tưới nước nhiều lần tốn công. Về cái thứ hai mình nhắc nhở đó là nếu mà rơi vào nhiệt độ rất là cao á, mà chưa nở hoa nha, hoa đang phân tầng á, thì bà con có thể quay bét cho mình, cho vườn bơ chúng ta nó mát mẻ đi là nó hiệu quả hơn. Đó là mình nhắc cho những cái yếu tố cần thiết để cho con đạt được năng suất cao. Và khi mà hoa đã nở thì bà con phun cho mình là nở hoa dai, hoa chống rụng hoa, và đến khi đậu trái thì con phun thuốc đậu trái chống rụng trái. Thì cái đó là mình nhắc nhở con lựa chọn những dòng thuốc tốt để cho nó hiệu quả cho cây bơ chúng ta, để tránh tình trạng con phun những dòng thuốc nó không tương thích với cây bơ thì dẫn đến tình trạng là sẽ rụng hoa rất là nhiều. Mình nhắc lại là trong giai đoạn nở hoa tới đến lúc đậu trái và con không bón phân nha, và con chỉ bón phân trước đây thôi, còn lại tất cả các giai đoạn hoa phân tầng thì con đều tiết phân bón lá hoặc là thuốc chống rụng đồ trực tiếp trên hoa, thì để đó là nó đạt hiệu quả cao cho mùa chúng ta. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, thì dạo này mình công việc cũng rất là nhiều nên mình không có thời gian để hướng dẫn cho bà con. Thì đây là công tác mình hướng dẫn đối với những vườn bơ sớm vụ, quan sát cho kỹ để so sánh với vườn bơ của mình là nên phun thuốc nở hoa, tưới nước giai đoạn nào là hợp lý và nhìn như thế nào để bà con chúng ta tưới cho nó hợp lý và hiệu quả. Đây là clip mình quay rất là chậm, những cái nụ nó đã hé ra rất là to rồi, nó hé nở ra toàn là mắt cua hết và chân chim hết, con nhìn cho kỹ nha. Còn đối với cái nụ bà con có hai trường hợp mình cũng nhắc lại nha, đối với những vườn bơ mà cái nụ nó không thể nào to già được á, mà nó nhỏ mình mà đã hé chân chim ra thì con buộc phải tưới nước. Vì cái thứ hai, cái này nó liên quan đến dinh dưỡng với cành cây bơ chúng ta. Nếu cành bơ chúng ta nó nhỏ quá, yếu sức á, thì buộc cái bông nó sẽ nhỏ đi, nên là có thể nó hé sớm như những trên hình đó, clip á, thì mình kiểm tra rất là từ từ và chi tiết, thì con buộc phải tưới nước, chứ không phải là bà con để quá giai đoạn. Có nghĩa là nếu mà nụ lớn quá mà quá giai đoạn mà con không tưới á, có thể dẫn đến tình trạng là chai bông mà khô bông, bông sẽ không nở được, thì đó là giai đoạn thiếu nước.
Đó là cái mình nhắc nhở chung bà con xem. Thì ở đây là clip cũng rất là chi tiết về công tác mà tưới nước đợt 1 2019 rồi. Thì còn đối với những cái lứa bông đợt 2 bị trễ thì nhiều bà con cũng điện thoại cho mình và hỏi thăm về cách tư vấn á. Thì bà con lo sợ sẽ không làm bông được. Cái đó bà con yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Thì những bà con đã phun thuốc chặn đọt tạo nụ á, thì sẽ làm, nhưng mà sẽ làm chậm hơn so với đứa đợt 1. Thì bơ bút năm nào cũng rơi vào hai tình trạng là đợt 1 và đợt 2. Nên những bà con đợt 1 có thể tiến hành tưới nước được rồi. Còn đợt 2 thì bà con vẫn siết nước, thì có thể nó rơi vào 1 tháng nữa sẽ có nụ. Thì bơ chúng ta sẽ kéo dài muộn hơn, thì giá sẽ cao hơn. Thì cái đó là tùy vào mỗi bà con nông dân của chúng ta. Thì clip này bà con cứ theo dõi và chi tiết, mình sẽ tiếp tục quay những clip về cái vấn đề mà xả nhị đậu trái như thế nào, mà bón phân như thế nào, chăm sóc như thế nào. Mình nhắc lại là con nên phun thuốc côn trùng chích thúc nấm bệnh trước khi tưới nước, và phun thuốc nở hoa, đậu hoa, chống rụng hoa. Đó là mình nhắc nhở lại lần cuối, để cho những bà con chúng ta không theo dõi được hoặc là không có kiến thức gì bà con để còn sắp xếp được cái trình tự chúng ta làm như thế nào cho hiệu quả, để tránh tình trạng bà con nông dân chúng ta hoang mang là làm cái giai đoạn là trước mà bất cứ làm gì. Thì mỗi người mỗi ý kiến, mỗi người mỗi quan điểm, thì cái này mình chỉ tổng hợp và mình chia sẻ quan điểm của mình để bà con có một cái mùa năng suất bội thu. Xin cảm ơn bà con ạ.